Ok, xin chào anh chị em. Hôm nay là buổi nhận định thị trường ngày 20 tháng 2 năm 2024. Mình cùng điểm qua về điểm số chung của thị trường ha. Hôm nay thì thị trường mình đóng cửa ở vùng 1.230, thì mình vẫn giữ những cái nhận định lần trước, đó chính là có thể VN sẽ lên ráng qua vùng 1.235 thì sẽ có những nhịp rung lắc ở đây, hoặc là có thể là sẽ kéo rướng lên vùng 1.268 tới 1.270, thì ở đây sẽ là một nhịp trình chính. Vì vậy mình vẫn giữ quan điểm là nếu như VN mà kéo mạnh á thì mọi người không nên đua theo những mã mà không có nền. Thật ra thì mình hiện tại cũng đang mua và đang đang khuyến nghị mua những mã đang còn nền thôi. Thì nếu mà đang nền và vượt, ví dụ vượt cản rồi và quay lại retest nền thì mọi người mua thì nó sẽ an tâm hơn. Tại vì cái nhịp chỉnh này mình chưa biết được là sẽ chỉnh luôn hay là sẽ kéo rướng. Mình đã có một cái gap tại vùng 1.205 nhé, mọi người nên nhớ. Và gap này thì mình nghĩ sẽ sớm lấp thôi. Sớm lấp lại thì nó sẽ bền hơn. Về dòng ngân hàng thì sao? Dòng ngân hàng thì mình vẫn giữ quan điểm là cần phải có thời gian để tích lũy nền lại. Và đây cũng là việc nên làm để cho dòng ngân hàng có thể là đi lên những cái mốc cao hơn. Và chắc chắn rồi, nếu mà VN của mình á, thị trường của mình muốn lên những cái mốc cao hơn thì mình cần dòng ngân hàng phải lên những cái mốc cao hơn, tại đây là dòng trụ chính để kéo điểm số của thị trường mình lên cao. Còn hiện tại ngân hàng đang đi ngang thì đây sẽ là cơ hội cho một số nhóm ngành khác. Ví dụ như là nhóm ngành điện chẳng hạn. Điện thì hôm nay mình thấy là có rục rịch khá nhiều. Nếu mà ai xem về buổi nhận định ngày thứ 6 là cuối tuần vừa rồi thì mình có nói về nhóm điện. Tại vì nhóm điện thì mình thấy mặt bằng chung là đang vượt được nền, đang vượt được trendline cản giảm. Thì mặt bằng chung như vậy thì cái khả năng mà dòng điện tăng sẽ cao hơn những dòng khác. Còn việc mà phân hóa thì mình vẫn nghĩ là mọi người nên phải lọc lại cổ phiếu một tí và phải thêm một xíu yếu tố về may mắn nữa thì mọi người sẽ lọc được những cái cổ phiếu mọi người ưng ý và sẽ phù hợp với mọi người trong thời gian tới hơn. Ví dụ như là như mình chẳng hạn thì NT2 và bao thì mình sẽ chọn NT2 vì nhẹ hơn, form chặt nét hơn. Còn bao thì cái tính khí của bao thì trước giờ thì đánh từng like thì mình không có thích, kiểu vậy thì mình sẽ chọn NT2. Và NT2 ví dụ như là NT2 thì nền mình sẽ mua là quanh này 25.3, đây cũng là nền mà mình có nói cho anh chị em khá là nhiều ở những buổi nhận định trước đó rồi. Hay như ghét điện Gia Lai, mọi người thấy một cái trend giảm từ giữa tháng 6 năm 2022 tới giờ thì GET cũng hiện tại là cũng đã phá được cái trend giảm này rồi, thì GET có thể là sẽ tiến tới những cái vùng nền mới cao hơn, những vùng nền giá mới cao hơn. Ok, mình cũng đi vào một số ngành nhé. Còn về về thông tin vĩ mô thì hiện tại thì cũng chưa có gì xấu cả. Nói chung thị trường của mình chưa có gì xấu cả, hoàn toàn chưa có một cái yếu tố nào xấu. Ok, mọi người cùng vào dòng banh trước đi. Mình sẽ coi như thường lệ, mình sẽ coi dòng banh trước. STB thì mình vẫn giữ quan điểm cũ ha. Hôm nay thì cũng tham chiếu thôi, không có gì khác biệt. Tiên Phong cũng như cũ. MB Bank cũng như nhận định ngày hôm qua thôi, đang vận động tại đỉnh. Và hy vọng là MB Bank sẽ lên được mốc 28.5. VB vẫn còn nền, đó là nền 19.5. Ở nền 19.5 mình thấy phản ứng khá là tốt. Thì mình nghĩ đây cũng là nền mà mọi người nếu mà ai yêu thích cái mã VPBank á, mọi người có thể lấy ở nền 19.5 được. Không vấn đề gì. MSB thì hiện tại đang tới cái vùng cản, đó là vùng 15.6 tới vùng 16. Thì ở đây mình cũng hay nói mọi người rồi, mình sẽ không có khuyến nghị mua tại đây. Và chỉ mua khi nào mà MSB về lại vùng ví dụ như là 14.7 thì có thể là mình mua, hoặc là phải vượt khỏi 16 thì mình sẽ mua tại 16 nhé. Techcombank thì
hiện tại cũng đang phản ứng lại với những tới cái vùng cản, đó là vùng 38.95, hôm nay đang đậu ở 38.9. Nếu đánh kiểu này thì mình hy vọng một điều nhá, là Techcombank sẽ vượt được 38.95 ở trong tuần này, thì sẽ tới cái mốc cản tiếp theo, đó là 42, mình có thể test dần. Vietcombank thì vẫn loanh quanh ở đỉnh thôi, đang tích lũy đỉnh, cũng chưa có gì khác biệt hết. Nếu mà mình kể một cái trend line như vậy đây, thì mọi người cũng thấy được là cái cản tiếp theo của Vietcombank sẽ gặp, đó chính là vùng 94. CTG thì cũng đang đi trong một cái biên như vậy, đâu đó nếu mà mình kể thêm minh theo kiểu này thì khoảng tầm tháng 4 CTG có thể đánh tiếp, cũng có thể là tuần này sẽ break hẳn lên. Nhưng mà ở đây mình sẽ không khuyến nghị mua nhé, hoàn toàn mình sẽ không có mua theo phương pháp là đánh mà chờ vượt đỉnh như vậy, thì mình không có vô. SHB thì mình cũng nhắc nhở mọi người nhiều rồi, là SHB hiện tại là đang đi trong một cái trend, mọi người thấy rất rõ đúng không, hai cái đường màu cam mà mình kể trước đó. Thì ở đây mình vẫn giữ quan điểm là SHB sẽ có thể là chưa lên ngay được không, còn tuần thì có một vùng 11.8, đây là vùng hỗ trợ của SHB nhé. Mình vẫn hy vọng SHB sẽ có những cái mốc giá cao hơn. Từ sau cái phiên ngày 31 tháng 1 thì mình cũng nói SHB á, muốn lên ngay sẽ rất khó, tại vì là cần thời gian để lấy lại được cái vốn, cái thanh khoản của ngày 31 tháng 1 với một cái vốn rất là mạnh như vậy, rất là lớn, thì mình cũng cần thời gian để SHB có thể là hấp thu lại cái nguồn cung. VPBank thì cũng đang dao động ở quanh đỉnh, cũng không có gì thay đổi so với nhận định ngày hôm qua. Mình đi qua dòng chứng khoán một xíu, dòng chứng khoán thì sáng ngày hôm nay khá là nhiều mã kéo xanh, thì mọi người nói là chứng khoán chắc hôm nay sẽ tới chứng khoán bứt phá, nhưng mà khá là tiếc khi mà chứng khoán không có giữ được cái nhịp thế của mình, có thể là do thị trường hôm nay thì cũng hơi sập sình một mình vẫn giữ quan điểm cũ nhé. VCI thì có cản tại vùng 49 nè, SCM thì đang có cản tại vùng 27.7, khá là mạnh, nên là tới đây thì mình nghĩ lại HCM vẫn nên tích lũy lại một xíu, rồi sau đó vượt lên khỏi cái mốc 27.7 thì mình thấy xứng đáng hơn là việc là leo lên ngay. Cái việc mà leo lên ngay từ cái mốc nền dưới này leo lên mà kiểu như là chưa có bị bật lại á, đây là cũng là một tín hiệu khỏe cho HCM rồi, nên là mình cũng không có hy vọng gì thêm. Hiện tại là đến tích lũy 4 tuần rồi. SSI là một trong những mã form rất là đẹp, mình có một cái lời đánh giá dành cho SSI, một cái lời khen, tại vì form vẫn còn giữ được khá là đẹp, nên là cái vùng 34, nếu mà vùng này mọi người có muốn mua, mọi người mua 34 34.5, tại ở đây là vượt khỏi cái trend line chéo rồi, và lên trên này thì nó sẽ rất là thoáng. SSI nếu mà phi thì mình nghĩ là SSI sẽ là lead của nhịp này, hoặc là VND. VND hiện tại cũng khá là thoáng với mốc nền, nó là 22.7, là cái mốc là ngày hôm qua có retest lại, hôm qua retest lại xuống 22.6 luôn. Ở đây thì nền VND quanh 22.7 mình nghĩ mọi người mua được, không vấn đề gì. Có một mã hôm nay mình có khuyến nghị nữa, đó là ORS, nền sẽ là quanh 16, đây là nền chính của ORS, chứng khoán Tiên Phong. VIX hôm nay, VIX ở khung ngày đang break khỏi một trend line giảm từ tháng 9 2023, vì vậy nếu mà nhịp này mình đoán là sắp tới chứng khoán có thể là sẽ quay lại và sẽ đỡ được cái điểm số của thị trường thay cho dòng banh, cũng ổn, không vấn đề gì cả. Trong chứng khoán thì thời gian vừa rồi cũng là đang tích lũy lại để có thể là đi lên thêm một nhịp nữa. Nếu mà đánh theo nhịp này thì mình nghĩ VIX là ứng cử viên sáng giá cho việc vượt đỉnh hai, có thể là lên target khoảng tầm là 24 25. 24 25 thì
đâu đó là tăng được 5 40%, 30 tới 40%. Thép thì mình vẫn giữ quan điểm cũ, mình đợt này thì mình sẽ chọn Hòa Phát thay cho Hoa Sen và Nam Kim. Hoa Sen Nam Kim thì đang có cùng một cái biên, Nam Kim thì đang ở dưới hỗ trợ, đó là vùng 24.2 là vùng hỗ trợ của Nam Kim. Tuy nhiên đánh chỗ này thì mình sẽ không có thích. Hòa Phát thì nhìn nó tươi mới hơn và nó thoáng hơn. Bất động sản hôm nay thì có GVR. GVR là một mã tiếp tục đánh lên vùng kháng cự của tuần, đó là vùng 28. Thì vùng này chắc chắn mình sẽ không nói mọi người mua được rồi. GVR thì cũng có tin về thoái vốn. Tuy nhiên thì thật ra là tin thoái vốn cũng là một vấn đề mà mọi người có thể là đánh một mã nào đó. Tuy nhiên thì có rất là nhiều trường hợp từ trước tới nay là tin về thoái vốn, tuy nhiên thì mà cổ phiếu lại giảm. Ví dụ như là VGT chẳng hạn, là một trong những mã mà có tin thoái vốn xong sau đó là vẫn bị đẹp. Đánh theo kỹ thuật thì mình thấy GVR đang ở cái mốc cạn của tuần rồi, và mốc này thì chắc chắn là mình sẽ không khuyến nghị mọi người mua. SSC vẫn như cũ, nền 39.2. KBC hôm nay cũng kéo xanh xong lại bị rụt lại một xíu. KBC thì nền vẫn đang là nền chính, đó là 30.3, còn nền nhỏ hơn đó là 30.9, 30.9 á, là nền mọi người có thể mua được. ADC hôm nay cũng tham chiếu. Hôm nay thì đa phần là vẫn giữ các quan điểm của ngày hôm qua, 53.85 là nền của IDC nhé, nhịp này. Long Hậu, đây là nền của Long Hậu nhé, mốc 34.5, đây là nền của Long Hậu, và hy vọng là Long Hậu sẽ giữ được nền này trong tuần này. Thì là tuần này nếu mà đậu lại ở mốc 34.5 á, thì có thể Long Hậu tuần sau lại sẽ bật lên kiểm định lại cái mốc 35.8. Thì nếu mà vượt được 35.8 thì sẽ lên được những cái mốc cao hơn. Và mình nghĩ là kịch khung nhịp này sẽ là vùng 40.8, xong sau đó Long Hậu cần một cái nhịp đi nền khá là lâu để có thể là bứt phá lên nữa. Dòng tiền hiện tại thì cũng chưa kiếm mạnh vào cái nhóm này. Bất động sản mình cũng đánh giá, ví dụ như là đất sale, đất xanh thì mình sẽ chọn đất, tại vì trạch của đất thì trống hơn, thoáng hơn. 26.1 đây là nền của đất. Nhóm bất động sản thì mình hơi tiếc khi mà thứ sáu tuần trước không có đánh quyết liệt. Nếu mà đánh quyết liệt thì có thể là tuần này mình sẽ vào mạnh vào bất động sản nhiều hơn so với việc là mình vào chứng khoán. Ôi, VRE mình để chung với nhóm này luôn. Để tí mình sẽ coi VRE trong nhóm đánh lẻ. Rồi. CII thì mình có nền tại vùng 18.9. Một số bên thấy cũng đang hô C. Mình thì thích mã khác hơn. Nam Long thì tuần trước khi mà mất cái mốc nền đó là 39.4 thì mình không có ấn tượng gì với Nam Long lắm. Trừ khi Nam Long lên lại 39.4 trong tuần này thì mình sẽ chọn Nam Long. Mình sẽ coi về cái nhóm tiêu dùng bán lẻ được rồi. Cái nhóm bán lẻ hôm nay VRE tiếp tục đà tăng. Hôm nay nhóm nhóm Vin tiếp tục đà tăng. VRE cái mốc này sẽ là cản chính 36.6. VRE là một trong những mã mà cực kỳ khó đánh. Nếu mà ai đánh qua VRE rồi thì biết được là nó rất là khó đánh, cực kỳ khó đánh luôn. Mình phải nhấn mạnh là cực kỳ khó đánh, và ai mà đánh được nghĩa là không có quen á, thì mình nghĩ nên né. Thật ra nên né,
Còn thật sự ra vào mà ăn được nhịp nào thì xin chúc mừng mọi người. Mình thì VRE không có trong danh sách mình đánh ra này nữa vì khó chơi lắm. 69 995 đây là mốc mà Masan cần phải vượt được. Đây là mốc cản của tuần này. Masan đánh cũng khó. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn trong một cái giai đoạn hồi từ vùng 63. Vùng 63 là vùng mà mình có nói mọi người là bắt đầu mua, và tỷ lệ lúc đó là thị trường đang rơi á, thì mình nói là 62 tới 63 là vùng mà Masan mua không lỗ được. Tuy nhiên thì mọi người thấy là đánh nếu mà mình mà ôm và không có trade á, thì Masan là một trong những mã mà hồi phục kém. Thế giới động ở khung ngày thì thế giới động hôm nay có một tín hiệu lạc quan khi mà lên lại mốc 46.5 và giữ được cái mốc 46.5 trong ngày hôm nay. Nếu như vậy mình rất là hy vọng thế giới động sẽ lên lại mốc 49. Còn cản chính của thế giới động sẽ là vùng 49 luôn, 49.1. Ai có thì ôm, còn không thì mua thêm tại vùng 46.5, ngày mai có thể mua được. Bán lẻ nhịp này có Easy World cũng đang có phản ứng lại với cái mốc cản, đó là mốc 57.95. Thì ở mốc này chắc chắn mình sẽ không có khuyến nghị mọi người mua. Tuy nhiên nếu mà ai mà thích nhé, thì ở đây mình có một cái mốc mọi người có thể mua, đó là 55.85. Đây cũng có thể là coi một cái mốc mà mọi người có thể mua được Easy World. Mình thì mình thường đánh á, thì mình vẫn thích là vượt hẳn cái cản hơn. Nghĩa là Digi World nếu mà vượt lên khỏi 58 thì mình sẵn sàng mình đua. Mình sẽ đua mua Digi World luôn. Ô tô hàng xanh thì mình không đánh giá cao nhiều khi mà dòng tiền ở nhóm bán lẻ không có tập trung vào ô tô hàng xanh. Vùng cản chính của ô tô hàng xanh đang là vùng 15.4. Còn cản trước mắt sẽ là vùng 15 nhé. Đường thì mình vẫn giữ nguyên nhận định cũ, đường rất khó đánh, và nền của hai mã thì SBT đang hỗ trợ tại vùng 13 và LS thì đang hỗ trợ tại vùng 11. Nhóm điện thì lúc này mình có coi rồi ha, mình sẽ coi coi nhóm phân. Phân đạm thì đạm Phú Mỹ đang gặp cản tại vùng 35.1. Nếu mà tuần này mà đạm Phú Mỹ vượt được cản này thì mình nghĩ tuần sau mọi người có thể mua được thêm đạm Phú Mỹ ở nền 35.1 được. Nhịp này thì mình lại không đánh dòng phân đạm. Đạm Cà Mau thì sức khỏe vẫn mạnh hơn, và mốc cản của đạm Cà Mau đây là 36.8. Nó chất Đức Giang. Đức Giang thì hiện tại nếu mà mọi người mà kẻ một cái trend line giảm như vậy á, thì mọi người thấy là Đức Giang hiện tại là đang vượt rồi. Mình nghĩ Đức Giang sẽ, mọi người có thể là target vượt khỏi 100 là và lên được vùng 117 nhé. Mình nghĩ Đức Giang hoàn toàn có thể lên được vùng 117. CSV thì cũng có thể sẽ lên lại vùng đỉnh. Sorry mọi người, nhét nhiều quá. Dầu khí. Dầu khí thì nền những mã dầu khí hiện tại vẫn cập nhật như cũ thôi. SR thì nền chính vẫn lên một vùng 18.1, và lên tới đây thì mình nghĩ sẽ có cản. Hy vọng BSR nếu mà vượt được khoảng 20.7 thì ai mà thích mua thì mua được, mua thêm. Vậy là đang ở vùng này nè. Mọi người không phải là lên đây nè, là lên đây đúng không, là bị đạp xuống, và đạp xuống đây mọi người mua là 18.1 rồi, thì mình nghĩ là sẽ vượt khỏi là 20.7,
thì vượt lên khỏi 20.7, có retest lại 20.7 mọi người mua thì mình thấy an toàn, không có vấn đề gì hết. PVC vùng này vẫn đang là 14.2. PVT thì theo dòng vận tải, PVT thì có thể upside lên 32 nếu thị trường ổn. BVS thì bữa nay có cái đâu ghê đó, 33.8 27.2 à, ở sàn Hà Nội á, lâu lâu là sẽ có một cái nến râu như vậy, nhưng mà nến này nến ảo thôi. BVS là nhịp này hỗ trợ sẽ là vùng 35.7 nhé. Hôm nay mình có HPC tăng được 5%. HPC thì vùng này nếu tuần này mà vượt được 9.2 á, thì mình nghĩ tuần sau mọi người có thể mua được. SB thì hiện tại đang gặp vùng cản chính thức của cái SB nhịp này rồi. Đây sẽ là vùng 46.5. Đây là vùng cản của cái SB. Nếu mà ai mà thích cái SB mà chưa mua được á, mình nghĩ mọi người chờ vượt khỏi 26.5 và mọi người mua mua ở mốc giá này thì sẽ ổn định hơn. Để coi về HHV, HHV thì vẫn sideways trong biên thôi, và biên từ mấy tuần nay là đều là 15.9 và 15. 14.9 và 15.9. Đây là hai biên của HHV. Vecon là một trong những mã mà mình đánh giá cao về nền nhịp này, đó là nền 14.4, và mình có niềm tin là Vecon sẽ vượt được cái trendline giảm này được tạo từ tháng 1 năm 2022. LCG hiện tại đang trong biên cản ở trên của LCG đang là 13.6 và hỗ trợ là 12.65, thì nếu về hỗ trợ mình nghĩ mọi người mua được. Còn hy vọng là LCG vượt được 13.6 thì sẽ lên vùng 15.4. CPD mọi người á, nếu mà có muốn xem về mã nào mọi người có thể là để lại bình luận ở bên dưới hoặc là nhắn vào trong group Zalo thì mình sẽ phản hồi lại cho mọi người nhé. Lát rồi. Khung thường mình đánh các cổ phiếu đa phần là khung tuần, nên là thường là sẽ phải coi hết tuần thì mới có điểm mua an toàn được. Lát rồi mọi người. Tôi cũng hòm hòm được khá khá mà cổ phiếu. Về nhận định thì mình cũng không có nhận định gì nhiều so với ngày hôm qua. Tuy nhiên vùng này thì sẽ có những cái đợt rung lắc. Mọi người cố gắng, mọi người kiếm nền và cố gắng không có FOMO. Ngay chính bản thân của mình về cái cách đánh của thị trường này khá là nhanh, nên là ngay chính bản thân mình cũng cũng thường hay bị FOMO mua. Nhiều khi là mình muốn mua ví dụ giá 21 chẳng hạn, mà nó cứ đánh 22 23, nó đánh đều 22 23, thế nào cũng mua 22 23, xong sau đó nó quay lại 21 kiểu vậy. Nên là mọi người cố gắng, mọi người kiếm này, mọi người đánh ha. Rồi mọi người cho mình xin một like và subscribe nhé. Nếu mà ai mà muốn xem mã nào mọi người có thể là để lại comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời. Và mình hiện tại thì có nhận các tài khoản, để thứ nhất là về quản lý tài khoản, về nhận định mã, điểm mua điểm bán. Thì nếu mà ai có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ với mình ha. Ok rồi, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Bye bye.